Vào 19:30 thứ Sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024 sẽ diễn ra buổi học đầu tiên của chương trình Cha Mẹ Tỉnh Thức hoàn toàn miễn phí với sự đồng hành của chuyên gia cao cấp trị liệu tâm trí cô Nguyễn Thị Lanh. Đây sẽ là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người thầy đầu tiên và suốt đời của con, đó chính là cha mẹ. Vì cha mẹ không chỉ truyền đạt cho con những bài học đầu tiên về cuộc sống, mà còn giúp con định hình tư duy và tính cách qua từng lời nói, hành động. Với chủ đề Cha mẹ dẫn lối cuộc đời con, trong buổi 1 của chương trình, cô Lanh sẽ giúp cha mẹ biết cách tạo môi trường và phương pháp nuôi dạy con phù hợp để mang lại điều tốt nhất cho con thông qua việc hiểu rõ hơn về tâm lý, nhu cầu thực sự của con, có giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề con đang gặp phải, lười học, mê game, bừa bộn, sống không có mục tiêu, có tư duy đúng để dẫn dắt con thành công trong cuộc đời. Cha mẹ nhất định chọn mình có mặt trong hành trình tuyệt vời này cùng cô Lanh để có trí tuệ nuôi dạy con của 1% cha mẹ thông thái. Link học và link đăng ký dưới phần bình luận.